Xin chào bà con và các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Hiện nay cây cam V2 rất hay bị khô cuống quả và bị khô múi, khô xốp cái đầu quả. Do bây giờ sinh lý của cây cam V2 nó phải phân chia để nó nuôi cả quả con và quả già, quả chín nữa. Nên là nó rất hay bị mất nước, hút nước cũng như là nó cung cấp các chất dinh dưỡng chia đều nên là nó rất hay yếu cây. Và nó bị yếu cái tầng sinh hút chất để nó nuôi các quả già nên nó rất hay bị khô cái cuống quả. Chính vì vậy mà hôm nay mình làm video để chia sẻ với bà con cái cách mình giữ và để phòng cái bệnh khô cuống quả, cũng như là chia sẻ với một số với những câu hỏi của các bạn hỏi mình một số câu hỏi cách chăm sóc về cây cam V2 sau quá trình dụng sinh lý quả như bây giờ thì chăm sóc như thế nào. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với bà con trong nội dung video ngày hôm nay. Thứ nhất đó là cách khắc phục để chống bị khô cuống quả. Thứ hai là chia sẻ với bà con cách chăm sóc với cây cam V2 đang thời kỳ nhả đài như thế này, chăm sóc như thế nào. Sau đây mình xin chia sẻ với bà con. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với bà con. Thứ nhất là mình khắc phục cái tình trạng bị khô cuống quả. Thì như bà con cũng đã biết, như cây cam V2 bây giờ là sinh lý của nó rất khỏe, nhưng nó đang vừa phải nuôi cả quả con và quả chín đó. Nó phải phân chia các chất dinh dưỡng đều ra cho các quả đó, nên là cây cam nó rất cần các sự dinh dưỡng cũng như là nước để nó cung cấp đầy đủ. Mà bà con chúng ta lại ngăn nước thì nó sẽ không để khô hạn, nó sẽ dẫn đến tình trạng bị suy kiệt cây. Thế nên là bây giờ mình xin chia sẻ với bà con và các bạn là cách khắc phục để bị khô cuống quả. Thì thứ nhất là bà con phải giữ ẩm cho cây cam V2, không lên để khô quá mà cũng không lên các bạn tưới đẫm quá. Tưới đẫm quá thì tính ra cây sẽ bị sốc nước đó, và nó lại rụng cả quả non và quả già, quả chín này. Mình cũng đã có những video mình chia sẻ với bà con về cách tưới nước. Đó là bà con phải tuyệt đối bà con phải giữ ẩm, không nên để khô quá. Tại vì có một số bạn nó xuống tận nhà chơi và cũng là còn nói là cam V2 còn thậm chí không dám tưới. Nhưng mà như vậy chính là sai lầm để nó dẫn đến tình trạng nó bị khô cuống quả mọi người nhé. Thứ hai nữa là bị mất cân đối về cái chất dinh dưỡng nên nó dẫn đến tình trạng bị khô cái cuống quả. Là ví dụ như các bạn để ý thấy cây nó yếu, những cây nó yếu đó thì tình trạng bị khô cuống quả rất là nhiều luôn, nó xảy ra tại vì nó mất cân đối về chất dinh dưỡng, nó không cấp đủ, nó chỉ tập trung để nuôi quả con nhiều hơn là quả già, tại vì bản thân quả già nó chín, mức độ hấp thụ và mức độ chất ăn nó rất bình thường, nhưng quả con nó đang cần tiêu thụ lượng chất dinh dưỡng rất là lớn, thế nên là khi nó phân rồi hấp thụ nước mà bản thân cây đó đã yếu thì nó sẽ tập trung để nó nuôi và nó đẩy những cái quả non, thì dẫn ra tình trạng là quả cái cam già bị khô đầu quả bạn mọi người nhé. Vậy nên là các biện pháp là như mình vừa nói trước, là quan trọng nhất là bà con phải giữ ẩm thường xuyên, độ ẩm lúc nào cũng phải 50-60% để cho cây hấp thụ chất đều, chất dinh dưỡng để cây nó đưa lên trên đầu quả thì nó sẽ không bị khô đầu cho mọi người nhé, nó không bị khô cuống quả. Và thứ hai, cái vấn đề mà bị xốp cái cuống quả này thì bà con cũng như lý do cũng vừa rồi thôi, nó mất chất cân đối về chất dinh dưỡng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là do bà con quá trình cho ăn phân bây giờ chưa biết cách, không biết cách mà nhà vườn nào bón tỷ lệ phân hoặc là bón đạm nguyên chẳng hạn, nó nhiều đạm quá, thừa đạm thì nó gây ra xốp quả. Và thứ nhất nó làm khô cái đầu, thứ hai nó làm vỏ dày hơn, nó làm phồng lớn cái vỏ nhanh và ruột bên trong nó sẽ không lớn nữa đó. Nó làm cho vỏ lớn lên nhưng mà cái ruột bên trong nó không lớn, dẫn ra tình trạng sẽ bị xốp cái đầu nước đó. Đấy là do nhà vườn bị bón phân quá mức, bón phân đạm quá mức nên là nó dẫn ra tình trạng là như vậy mọi người nhé. Thì ngăn thì mọi người phải nên biết cách để cho ăn hợp lý. Ví dụ như bây giờ thì mọi người chỉ nên cho cái dòng phân nào nó hàm lượng kali cao để cho nó cân đối các chất đa lượng như kali để nó tăng độ chín này, độ ngọt và độ đậu quả đó. Thì mọi người nên vãi những cái loại phân dòng có lượng kali nhiều hơn
mọi người đừng vãi loại phân tổng hợp mà có nhiều đạm hoặc nhiều lân thì nó sẽ làm cho xanh quả đó. Thì mọi người thu xong thì mọi người hãng vãi cái loại tổng hợp 15-15 hoặc 16-16-16 chẳng hạn. Còn bây giờ thì bà con nên chỉ bón cái loại dòng phân mà nó có hàm lượng kali cao thì bà con nên vãi. Và một cách hiệu quả nữa để mọi người vừa duy trì được cho độ bền của cây quả ăn và cũng như là quả lon, có nghĩa là quả ăn là quả chín này mọi người nhé, và quả lon, thì mọi người phải phun dưỡng quả ở bên trên. Và cái thời bây giờ là quả nó đang rụng đài sinh lý mọi người nhé, bắt đầu nó đang rụng thì nó phải chia, có nghĩa là cây nó đang bắt đầu hình thành để sự đậu quả cho mọi người. Nếu như mọi người đã sử dụng thuốc thì nó sẽ đậu, những quả nào nó sẽ đậu và nó đang phân bố ở cây thì mọi người phải lên phun dưỡng quả cho cây, cho quả thì nó mới đạt hiệu quả cao, thì nó mới cung cấp các chất dinh dưỡng đều qua trên lá, bộ rễ mình cho ăn vừa phải, không lên quá mức mình phun bên trên để dưỡng quả các dòng như phân bón lá. Nhưng mà hàm lượng làm sao nó chỉ là các loại hữu cơ để cho nó vận chuyển từ từ, chứ nó không như kiểu vi lượng. Như các bạn phun vi lượng thì nó sẽ xanh quả chín này ngay, nhưng các bạn hãy phun những dòng phân hữu cơ thì nó sẽ có tác dụng là ăn từ từ đó. Như ví dụ như nhà mình cũng chia sẻ với mọi người rồi đấy, vừa giải độc cho cam và vừa ấy là mình phun sữa của người luôn đó, là cái Fami, cái sữa của người Esua, của người già, mình phun để giải độc và cũng như là cách để nó hấp thụ qua lá. Thì mình biết cách hòa, thì mọi người nếu như muốn tò mò, muốn biết được cái video mình chia sẻ thì hãy vào kênh Cam Cao Phong của mình. Mình đã có cái video mình chia sẻ về cách phun sữa. Đây là mình có nhiều bạn hỏi nên là mình làm video để mình chia sẻ với bà con và các bạn cái cách khắc phục cái khô cuống quả, khô múi đó. Và thứ hai nữa là bây giờ mình sẽ chia sẻ với bà con cái thời kỳ như bây giờ thì chăm sóc lên cần như cái biện pháp như thế nào. Thì xin thưa với bà con là như bây giờ, thời kỳ bây giờ là quả cây đang rụng đài sinh lý mọi người nhé, nó đang chia quả. Thì mọi người như đây đấy, mọi người nhìn nó đang chia quả đây, nó rụng và các bạn thấy nó đã đẻ quả, đẻ đài đó. Nhưng một cành này thì nó chỉ nuôi được 2 quả 3 quả thôi, thì nó sẽ đậu lại, những quả to này nó sẽ đậu và quả nhỏ nó sẽ rụng mọi người nhé. Ví dụ đơn giản nhất như cành này cũng vậy đó, đây mọi người nhìn những quả nhỏ này nó sẽ đẩy, nhưng những quả to này nó sẽ đậu lại, đó là nó sự chia quả. Thì mọi người nên cần chăm sóc những cái gì thì như thời điểm như bây giờ, nếu như nhà vườn nào đã bán cam tròn đi rồi, bán cam quả tròn này, quả chín này bán đi rồi, thì mọi người lên phun phòng nhện, phòng lấm được đó. Còn như nhà mình thì mình phun lấm từ rất lâu rồi, từ trước Tết là mình đã phòng rồi, bây giờ mình sẽ không phun nữa, và mình khâu chuẩn bị mình đã phun từ trước hết, và bây giờ mình chỉ có phun giữ hoa giữ quả để mình bán quả thôi, chứ mình không phun dòng thuốc sâu nữa đó. Thì nhà vườn nào mà đã thu hoạch xong rồi thì mọi người tiến hành thuốc sâu được thì mọi người lên phun để giữ đợt lộc. Bây giờ đang mùa câu cấu thì mọi người lên phun phòng câu cấu mọi người nhé. Và đó là cái phun thuốc sâu, phun thuốc để phòng trừ và cũng như là phun để dưỡng quả. Thì mọi người lên nhà nào mà các bạn mà chưa phun viên GA3 xê sủi để giữ hoa giữ quả cũng như thuốc chống phân tầng thì mọi người lên phun để giữ hoa giữ quả cho mọi người nhé. Mọi người không phun, không ức chế nó, không kích nó vào thì nó sẽ rụng hết một loạt luôn mọi người nhé. Tại vì nguyên lý cây cam V2 bây giờ nó đang vừa nuôi cả quả chín, cả quả con, nên là nó sẽ tập trung các chất dinh dưỡng chia ra đều, nên là mọi người phải cân nhắc để phun cái thuốc ấy vào để cho nó mới đậu được quả cho mọi người. Mọi người lên tham khảo và mọi người lên phun. Về cách chăm sóc nữa là mình, các bạn phải thường xuyên tưới nước, giữ ẩm, không nên để đất khô. Đó, như mọi người nhìn đất mình vẫn còn ẩm, nhưng mình đã bác vòi để mình tưới nước cho cam tiếp, mình không để đất nó khô. Thứ nhất, các bạn để đất khô nó, hoặc là đất đồi nó mới bị lứt ra chẳng hạn, quả giữa đất nó bị lứt
bà con nhé, thì cái rễ tôm ở trên mặt thì nó sẽ bị đứt theo, và khi gặp trời mưa thì nó bị sót rễ và ngộ độc lây theo. Thế nên là mọi người tuyệt đối không được để nó đất nó khô quá, mà mọi người chỉ phải giữ độ ẩm của nó 4-50% để cho cây cam nó đậm mọi người nhé. Về cái chăm sóc, về cái kỹ thuật tạo tán thì mọi người lên để thêm một thời gian nữa, khi quả nó đã ổn định hẳn, quả nó đã to, cam V2 quả nó đã to hẳn ra nữa, thì các bạn nên tiến hành tạo tán thông thoáng ở bên trong. Thứ nhất là để phòng bị lấm, thứ hai là những cái cành đó nó sẽ hút các chất dinh dưỡng không cần thiết, và thứ ba nữa là cái cành, những cái cành đó là cái cành lời trú ngụ của những cái con xén tóc, rồi những cái con nó đẻ để làm sâu, sâu đục thân, thì mọi người lên tạo hình đạo tán. Và cái nữa là mọi người sẽ phải cho ăn phân, thì sau khi quả đậu xong rồi, khi bây giờ quá trình sau khi quả nó đã đậu và quá trình quả già đã được cắt bỏ bán, thì mọi người tiếp tục cho phân loại mà 15-15, loại chân chất cân đối, hoặc là mọi người có thể tăng thêm lân để cho cây cam nó xanh đẹp. Đó. Như bây giờ thì mọi người không lên vãi thành phần nguyên kali mọi người nhé. Nhiều nhà vườn rất là hay mắc tình trạng như bây giờ là muốn cho quả chín đẹp ngon thì lại nghĩ là vãi kali nguyên, cái thành phần kali không, để thúc cho quả chín đẹp, nhưng không phải. Các bạn vãi nguyên cái thành phần kali không nó rất nguy hiểm, nó thừa nó sẽ gây ra ngộ độc và nó gây ngăn nước, ngăn magie, cây sẽ không hấp thụ được magie, thì cây sẽ dẫn đến tình trạng càng khô đầu đó. Nên là mọi người tuyệt đối đừng có vãi kali đỏ, kali rua như bây giờ đó. Và các bạn phải lên vãi cái loại phân nào nó tổng hợp nhưng cái hàm lượng kali nó cao, ví dụ như dòng Gia Huy, dòng Hữu Nghị 5 lân và 12 đạm và 19-16 kali, thì các bạn nên vãi những cái dòng đấy. Còn đây như các bạn nhé, trong tỷ lệ nhà vườn thì cũng không thể tránh khỏi được những cái cây vàng, nhà mình cũng có những cây yếu đây, mình đã cắt rồi nhưng cái cành này nó vẫn sống đấy, các bạn nhìn tỷ lệ cây vàng nó chiếm thế nào thôi, chứ còn tỷ lệ nhà vườn vườn nào cũng có cây vàng mọi người nhé, nhà mình cũng có đây, chứ không phải là hoàn toàn 100 cây đẹp cả 100. Đó. Nhưng mà nhà mình tỷ lệ chết thì vàng thì nó chỉ 11 năm rồi, nhưng mà tỷ lệ vàng nó chỉ chiếm khoảng 1%, 10%. Đó. Nhà mình có 80 cây thì nó hỏng mất 10 cây các bạn. Đó. Thì đây, nhưng mà cam nhà mình không bị khô đầu nhé, tuy cây yếu vậy nhưng mọi người nhìn này. Đó. Không bị khô đầu một tí nào luôn. Đây nhá mọi người nhá. Không bị khô đầu. Không bị khô cái cuống quả. Cam nhà mình không bị khô cuống quả mọi người nhá. Mọi người nhìn những cây yếu đây, nhưng mà không bị khô cuống quả. Đấy là cái bằng chứng sống của nhà mình để mình chia sẻ với bà con và các bạn. Đây, các bạn nhìn. Đây, cuống quả của nhà mình không bị khô nhá. Còn nó khô cuống quả là nó bị đen mọi người nhá. Mọi người nhìn cái cuống quả này nó đen, nó đen lại, đó là bị khô cuống quả và nó vẫn đeo trên cây. Đó là tình trạng. Ví dụ như đơn giản như quả này, đây. Nó bị như này là bị khô cuống quả, bị đeo, nhưng cây này không phải, cành này là bị, cành bị chết mọi người nhé. Đó, cành bị chết. Đây những đây là không phải bị đó, không phải. Đấy, tuy là cây yếu nhưng nhà mình không bị khô cái cuống quả mọi người nhé. Và trên đây là tất cả những cái gì mình muốn chia sẻ với bà con và các bạn để các bạn cùng tham khảo và cùng nghiên cứu. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chúc bà con và các bạn một sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Những ai đang xem, bà con em đăng ký ủng hộ kênh cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video sau bà con nhé.